Xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị em cô bác, bà con trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì em Dũng Audi xin giới thiệu anh chị em một chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2016, động cơ 1.5 số tự động, kiểu dáng sedan hai đầu. Và chiếc xe này thì hiện nay đang được bán tại Dũng Audi, lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Hơn 300 triệu đồng thôi. Anh chị em nhà mình đã sở hữu được Mazda 2 2016 màu trắng đây ạ. Form dáng bên ngoài thì anh chị em nhìn có thấy ạ, xe form dáng rất đẹp luôn. Đấy. Sơn si cũng còn rất là bóng bẩy. Đấy. Nước sơn còn tươi mới. Đấy. Chứng tỏ là xe không bị sơn dặm nhiều. Đấy. Xước sát dặm tỉa thì không tránh khỏi được, nhưng mà nước sơn của nó còn tương đối đẹp. Đấy. Chứng tỏ là xe không có sơn ngoài nhiều. Đấy. Còn về trang thiết bị của xe thì đây ạ. Xe được trang bị đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng, có giải đèn LED định vị ban ngày, có đèn gầm, mặt ca lăng mạ chrome sáng bóng luôn, 4 la răng phay hình hoa mai nhá, 4 la răng phay hình hoa mai, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn, xinh nhan trên gương. Có hệ thống camera lùi đầy đủ, đó là ở bên ngoài. Đấy, trang thiết bị form dáng bên ngoài. Chúng ta vào bên trong nội thất của xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện, cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt điện tử, i-stop, tắt nổ máy thông minh, dừng đỗ 3 giây, hỗ trợ khỏi ngang dốc, chỉnh độ cao thấp của đèn pha. Đây là chỉnh độ cao thấp của đèn pha này. Vô lăng tích hợp bàn phím để ấn nổ start stop. Màn hình camera lùi, điều hòa tự động, số tự động, động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu, có chế độ sport thể thao. Ghế da nguyên bản màu đen cũng còn rất đẹp nha, ghế da còn đẹp. Táp ly táp lô màu đen còn đẹp luôn. Vô lăng đẹp, củ số đẹp, ghế da đẹp, táp ly táp lô đẹp luôn. Trần nỉ nguyên bản cũng đẹp. Đấy anh em nhá. Chủ nhân đi rất là giữ gìn luôn. Đây anh em nhìn này. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2016 và đăng ký lần đầu 2017 anh chị em nhé. Sản xuất 2016, đăng ký 2017. Bây giờ chúng ta sẽ đến chất lượng kỹ thuật của xe. Chất lượng kỹ thuật của xe thì anh chị em nhìn nhé. Đây là phần chỉ của cánh lái này. Đấy, chỉ cánh lái đây. Phần tai, phần bản lề, phần ốc cánh, phần chỉ đứng cũng còn nguyên. Tiếp theo là phần chỉ của cánh sau bên lái đây, chỉ của cánh sau bên lái đây, phần tai này, phần chỉ đứng này, phần ốc cánh này. Tiếp đến là phần cốp, đây là phần máng nước này, anh chị em nhìn thấy máng nước hai bên này. Đấy, mà hai bên máng nước này, chỉ cốp này, chỉ cốp đây. Chỉ cốp chứ còn nguyên hết đấy. Khoang cốp thì rộng rãi và sạch sẽ, cũng như là còn tươi mới phần nhựa hai bên. Anh chị em nhìn thấy phần nhựa hai bên này, phần nỉ này. Đây là la răng dự phòng nhá, lốp dự phòng. Anh chị em nhìn ạ, lốp dự phòng còn nguyên zin chưa hạ. Đây, lốp dự phòng còn nguyên zin chưa hạ, anh chị em nhìn thấy chưa? Lốp dự phòng còn nguyên zin chưa hạ. Phần khoang lốp đây nhá. Khoang lốp đây, quá đẹp luôn anh chị em nhé. Anh em nhìn nội thất của khoang lốp này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chỉ cánh sau. Đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng và phần ốc cánh. Anh chị em nhìn lại nội thất của xe nhé. Xem lại nội thất của xe đi. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ xem đến phần chỉ
của cánh bên phụ đấy ạ. Chỉ của cánh phụ đấy. Phần tai, phần chỉ đứng, phần bản lề, phần ốc cánh, tất cả cũng còn nguyên. Nội thất đây nhá, quá đẹp. Xe này em về chỉ rửa nước lã là bán thôi. Tất cả còn nguyên zin và không mông má gì anh chị em nhé. Xe còn nguyên zin không mông má gì luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu của xe. Ốc cabo này, ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở. Chỉ cabo đây, chỉ cabo đây anh chị em nhé. Chỉ cabo đây, chỉ cabo. Ốc cabo này, phần tai, phần ụ giảm sóc, phần răng và phần càng chassis. Bên này cũng vậy, phần tai, phần ụ giảm sóc, phần càng chassis, phần răng, tất cả còn nguyên xi hết. Bây giờ chúng em sẽ đến phần động cơ. Anh chị em nhìn nhé, động cơ này, nắp dàn cò này, ốc nắp dàn cò chưa mở này, ốc cổ hút chưa mở, ốc chân máy này. Đấy. Ốc vách cam này, anh chị em nhìn thấy ốc vách cam này, đây, ốc vách cam này, ốc vách cam, ốc chân máy. Số này, ốc số cũng còn nguyên luôn nha. Một chiếc xe như thế này zin, keo chỉ zin, máy số zin, xe tươi đẹp. Mazda 2 2016, số tự động, động cơ 1.5, keo chỉ zin nhá, keo chỉ zin tuyệt đối luôn, máy số zin, không đâm va tai nạn, không ngập nước, máy số còn nguyên zin. Em đang bán hơn 300 triệu đồng. Anh chị em nhà mình quan tâm đến chiếc xe này, vui lòng gọi điện thoại cho Dũng Audi 0855 966 966. Em Dũng Audi sẽ tư vấn cho anh chị em cụ thể hơn, cũng như là chốt giá bao rút hồ sơ, chốt giá bao sang tên, hoặc là chốt giá bao sang tên vận chuyển cho anh chị em nhà mình. Đấy, tùy theo nhu cầu của anh chị em sẽ chốt giá. Chỉ có hơn 300 thôi anh chị em nhé, chưa đến 350 anh chị em nhé, yên tâm. Anh chị em nhà mình, kể cả anh chị em nhà mình có sang tên đi chăng nữa thì cũng chưa đến 350. Ai mà đang tìm chiếc xe tầm tiền 300 đến 350 hãy liên hệ với em Dũng Audi. Số điện thoại của em là 0855 966 966. Và anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dũng Audi, các buổi phát sóng trực tiếp của Dũng Audi, giới thiệu, tương tác, tư vấn trực tiếp, chốt giá tụt quần công khai trên livestream. Anh chị em nhà mình cũng sẽ nhận được thông báo khi bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh. Dũng Audi lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên, giáp khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, có định vị ở trên bản đồ. Anh chị em nhà mình cứ vào phần bản đồ trên điện thoại, bấm Dũng Audi, tìm kiếm Dũng Audi ở trên bản đồ, sẽ ra vị trí, sẽ ra dẫn đường, sẽ ra thông tin của Dũng Audi nhá anh chị em nhá. Một lần nữa cho Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video clip review chi tiết tiếp theo. Xin thân ái, kính chào và hẹn gặp lại.